Nasetti nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, xuất động này, động cơ 1.6. Một cái mẫu xe nó độ lên một cái form dáng với cái body kit khá là thể thao. Và cái mức đèn hậu của Cruy 2015. Nasetti Cedric, số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, động cơ 1.6. Thì cái mẫu xe này thì trang bị rất là nhiều những cái hệ thống rất là đẹp, rất là hay. Bản này bản này nó rất là đẹp luôn đấy chị ạ. Đây, động cơ 1.6, đèn pha của nó này, đèn hậu của nó này. Đây anh em, đèn pha nhìn rất là đẹp luôn. Và với cái cửa tiền đang được bên em bán với mức giá nhô hơn 200 triệu đồng một chút thôi. Và xử lý cái mẫu xe hộp số tự động này đi nó rất là nhàn và hợp lý. Và form dáng của nó cực kỳ là đẹp. Nhô hơn 200 triệu đồng một chút thôi quý vị, anh chị và các bạn nhé. Đó, 220 triệu đồng. Đó, 220 triệu đồng cho cái mẫu Nasetti Cedric này, hộp số tự động. Đấy, nội thất khá là đẹp luôn. Đây, xe thì sản xuất đây tháng ngày mùng 5 tháng 10 năm 2018, xe trang bị hộp số CD, đầu đĩa CD. Đấy. Xe đã order 11 vạn này, camera hành trình đầy đủ hết rồi. Số tự động đây. Hai túi khí an toàn, phanh ABS đầy đủ hết. Đấy, điều hòa rất là mát luôn, mát rượi luôn. Khóa kính khóa cửa lâu lắm thì mới mua được một chiếc Nasetti Cedric anh chị ạ. Phải nói là cũng khá là lâu rồi. Khá là lâu rồi. Đấy, bốn kính chỉnh điện này, gương chỉnh điện, cụp xe đầy đủ hết. Và nội thất của nó là nội thất ghế da màu nâu khá là đẹp luôn. Đấy, cửa tiền 220 triệu đồng thì sử dụng cái mẫu xe này mà đi lại gia đình nó rất là hợp lý, cực kỳ hợp lý luôn. Đấy, form dáng rất là đẹp nhá, bốn bánh phanh đĩa ABS đủ bốn bánh, la răng đúc 5 chấu, la răng này là la răng của Chevrolet Cruze anh chị nhá. Rất là sang chảnh luôn. ABS bốn bánh, phanh đĩa bốn bánh luôn. Đây để em bật cái đèn pha lên cho anh em xem. Đấy. Xi nhan đôi nhá, bật xi nhan đôi cho anh em xem. Giải đèn led này nó nhìn nó rất là mượt, cực kỳ là mượt mà. Đây, các bác nhìn đây, hầm hố luôn. Đấy, đã được chủ xe độ lên đèn hậu và đèn pha, nhìn nó khá là hầm hố. Đấy, zin của nó là không có này đâu, nó chỉ là rất là mộc mạc thôi. Đấy, đèn bi xê lông này, giải đèn led này. Đấy, đèn pha cũng là đèn led luôn. Đấy, đèn gầm sương mờ nó là giải led này, em chưa bật cái đèn này thôi gì nhá. Mày cửa tiền 220 triệu đồng thì cái bác nào mà quan tâm cái mẫu xe Nasetti Cedric này thì alo cho em nhé. Theo số điện thoại là 0358286286, MG Quang ô tô chất. Đó, âm thanh của nó, dàn loa của nó là quanh xe luôn. Đấy, và táp lô táp ly của nó này, nguyên bản nhá. Cái da này là da nguyên bản nhá. 2008 đời đầu của Nasetti, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc anh chị ạ. Đấy. Mở cốp sau này. Rất là đẹp luôn, ghế da nguyên bản theo xe, da xịn nhé, da bò đấy anh chị nhé. Đây, ghế da nguyên bản, cửa tiền 220 triệu đồng nếu mà anh chị mua một cái mẫu xe về để đi chơi, đi lại cả ngày đi làm. Với cái tầm tiền đó nó rất là hợp lý, cực kỳ hợp lý luôn. Đằng sau độ lip chia bô khá là đẹp, camera lùi đây. Đấy, đèn hậu khá đẹp luôn, khá là đẹp luôn anh chị ạ, rất là đẹp. Đây, có phải là tốn rất là nhiều tiền vào cái bộ đèn, vào cái bộ đèn cho chiếc xe này, và nên bộ la răng của Chevrolet Cruze. Đấy, nó nai nai giống Chevrolet Cruze rất là đẹp nhé. Form dáng của nó thì cái dòng Nasetti Cedric nhập khẩu Hàn Quốc này thì form dáng của nó thì không thể mà nói là chê nó xấu được. Đấy, thì trước này thì em nói rõ là không tai nạn, không đâm va, không ngập nước. Đấy, máy và số rất là chất, máy đã làm rồi. Đấy, Nasetti Cedric thì 100% đến thời điểm hiện tại khi sử dụng được 10 năm thì em không dám nói là 100 chiếc thì 100 chiếc làm rồi, mà 100 chiếc thì phải 90 chiếc làm rồi. Đó. Máy nổ rất là êm. Hộp số tự động, động cơ 1.6 thì mức tiêu hao nhiên liệu của em nó rơi vào tầm khoảng 9 cho đến 10 lít trên 100 km. Đấy, xe không có tai nạn đâm vai cả. Mọi thứ còn rất là đẹp, khá là đẹp luôn. Đấy. ABS đầy đủ bốn bánh nhá. ABS bốn bánh, kim phun điện tử, máy xăng sử dụng dẫn động cầu trước, đèn nét đầy đủ hết rồi. Đấy, đèn trước và đèn sau, máy đã làm rồi, máy rất là chất luôn. Chủ xe đã làm lại máy ở những một cái xưởng mà nó, người thợ nó làm rất là chuyên nghiệp. Đấy, máy rất là êm, không rung giật và không có tiếng động lạ luôn. Máy nổ êm, số lại mượt. Đấy,
Đây, cả phanh đĩa và ABS của nó đều đủ 4 bánh luôn. Và đĩa của nó rất là dày anh chị nhé, đĩa rất là dày luôn. Order mới có 11 vạn thôi, đi rất là ít. Đấy, anh chị nào quan tâm đến mẫu Lancia T-Series này thì alo cho em nhé. Theo số điện thoại là 0358 286 286. Em Duy Quang, ô tô chất 220 triệu đồng mẫu Daewoo Lancia T này nhé.